Lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa vừa bắt tạm giam Hoàng Trọng Trường, sinh năm 1987, là giám đốc một công ty dịch vụ tài chính có trụ sở tại xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa vì tham gia vụ án gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản. Trước đó, chiều ngày 16 tháng 4, tại huyện Thiệu Hóa, hai nhóm thanh niên đã dùng dao kiếm đập phá xe ô tô và đuổi chém nhau, khiến 6 người bị thương và làm hỏng một ô tô. Cơ quan chức năng đã bắt giữ hàng chục đối tượng ở cả hai nhóm. Trong đó, Trường là người trực tiếp gọi đàn em mang hung khí tham gia vụ đuổi chém. Mở rộng điều tra, công an còn thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hành vi cho vay nặng lãi của Trường.